sao hầu như cả tháng mọi người sẽ tập trung vào hai hoặc ba ngày, ngày Nông Farm nè với ngày FOMC, mà những cái ngày đó thì nó rất là khuya, thường là 1-2 giờ đêm. Bữa nào chị cũng thức gần tới giờ đó, cái chị ngu quên. Thành ra tới sáng cái mọi người báo mọi người có lời, chị không có, mất ngủ hoài mà không có lời. Cứ từ hồi mình từ hồi học cái này nè thì là mỗi ngày chị canh, chị đặt ở mấy cái điểm mà đặt tay lên cái điểm đó, xong rồi cái chị đi công việc, có những lúc là nó hết, có những lúc mà cũng có thể là nó không hết lại, nhưng mà chị hơi không hết thì bỏ qua, về cũng hơi tiếc một chút, nhưng mà đúng rồi, nhưng mà cũng vẫn có những cái đó mới hết được. Từ hồi đặt những cái nhà về xong mình đi thì là chỉ có thời gian đi công việc nè, đi về thì cũng có thể có lời, nhưng mà buổi tối thì không phải thức khuya nữa, bởi vì nó đặt về mà nó lên kịch bản thì nó sẽ để từ nó đi từ đó tới đó, mình biết lộ trình của cái cặp tiền đi đâu rồi. Nói chứ lần trước chị cũng mới vừa canh cái đợt FOMC mà canh đâu thì được tới 12 giờ rưỡi đó, đứng lên là chóng mặt đó, xém té hai lần là đi quậy một uống xong rồi vẫn tiếp tục quên. Thành ra là cái phương pháp này đó rất phù hợp với những người nào mà những người lớn tuổi á, người ta không thức khuya nổi. Đặt bên đây là hầu như là mình có 1% nào đó là mình sẽ hết, chứ còn không phải thức khuya cực lắm. Chưa lần này chị bắt được FOMC với Nông Văn á. Ok, cho chào thứ tám ra.